Ok, xin chào các bạn, xin chào. Trong video bài học này thì tôi, giảng viên Phan Anh sẽ chia sẻ với các anh chị một cái nội dung tôi nghĩ cũng rất là quan trọng, rất là hay nhưng không phải ai cũng làm được. Đó là tôi hướng dẫn sơ bộ cách chúng ta bán hàng ra nước ngoài. Vâng, nội dung của bài học này là hướng dẫn cách bán hàng ra thế giới, bán hàng ra nước ngoài. Thông thường ý, khi chưa có thương mại điện tử thì chúng ta bán hàng ra nước ngoài bằng cách nào? Thì cách thường mà chúng ta hay làm đó là xuất khẩu chính thức, đúng không? Thí dụ như là doanh nghiệp của tôi tìm kiếm một cái đối tác, một cái nhà phân phối nào đấy ở Mỹ, ở Nhật, ở Hàn Quốc, ở Đông Nam Á, vân vân. Sau đó tôi xuất khẩu chính ngạch, đó tôi thu tiền qua ngân hàng. Thì đây là những cái hình thức mà các doanh nghiệp lớn vẫn đang làm. Xuất khẩu thủy hải sản, xuất khẩu nông nghiệp, xuất khẩu hóa chất, xuất khẩu sản phẩm bánh kẹo vân vân, hoặc là xuất khẩu thời trang, quần áo, giày dép theo các cái đơn hàng gia công, đúng không ạ? Thế nhưng bây giờ chúng ta là doanh nghiệp hoặc chúng ta là cá nhân, chúng ta muốn bán hàng ra thế giới bằng cách nào? Thầy Phan Anh có những cuốn sách này thầy muốn bán là như nào? Thầy Phan Anh là nghệ nhân sản xuất ra được những cái bức tranh, những cái sản phẩm gốm, những cái đồ thủ công, thầy Phan Anh muốn bán ra thị trường thế nào? Thì cái này tôi sẽ chia sẻ từng bước như này. Đầu tiên, thứ nhất là chúng ta phải lựa chọn nền tảng. Lựa chọn nền tảng tức là sao? Tiếng Anh là platform ấy, là chúng ta sẽ có những cái trang web chuyên bán hàng online ra thị trường thế giới, những cái trang international, trang quốc tế, ok. Cụ thể này, ví dụ các bạn bán vào Mỹ thì chúng ta có thể có một số trang kiểu như là amazon.com, ebay.com, đúng không ạ? st.com. Rồi thì rất nhiều các cái trang tương tự như thế. Rất nhiều, có rất nhiều nhá. Chúng ta đầu tiên là chúng ta phải biết là có những trang như vậy. Đấy. Thế các bạn bán vào thị trường nào thì các bạn sẽ quan tâm đến trang web của thị trường đó. Bởi vì mỗi một thị trường, mỗi một quốc gia nó sẽ có một trang web khác nhau. Thí dụ như là ở Nhật thì các bạn có thể thấy là amazon.jp. Ở Trung Quốc thì các bạn sẽ phải bán trên Alibaba, bán trên Taobao, bán trên những cái trang dành riêng cho cái việc bán lẻ hoặc là tìm các cái đối tác. Hoặc là các bạn là bán vào thị trường Ấn Độ thì nó phải có những cái trang của thị trường Ấn Độ đấy. Hoặc là các bạn bán sang châu Âu thì nó có sẵn trang của châu Âu. Đấy là những trang thương mại điện tử. Thế còn là các bạn có thể sử dụng chính Facebook và Google để các bạn chạy quảng cáo tiếp cận toàn cầu. Bởi vì Facebook cho phép các bạn chạy quảng cáo. Rất nhiều học viên của tôi, rất nhiều khách hàng của tôi chạy quảng cáo thuê cho họ. Họ chạy quảng cáo bán sang Hàn Quốc từ Việt Nam, họ chạy quảng cáo bán sang Lào, sang Campuchia từ Việt Nam, họ quảng cáo bán sang Đài Loan từ Việt Nam. Hoặc là họ tạo base, tức là tạo một cái cơ sở ở một cái quốc gia đó. Thí dụ như là một du học sinh Nhật có thể bán hàng cho du học sinh Nhật tại Nhật. Một du học sinh Hàn Quốc hoặc một người lao động Hàn Quốc có thể bán hàng cho người Việt tại Hàn Quốc. Và tôi có một khách hàng bán rất thành công, sang đấy đi làm lao động, lương chỉ được khoảng độ 450 triệu tiền Việt một tháng, nhưng mà bán hàng online tháng kiếm 400-500 triệu. Bán những cái gì cho người Việt người ta cần ở thị trường đó, chạy quảng cáo bằng tiếng Việt luôn, thế mới hay, đúng không ạ? Bán sang Lào, bán sang Campuchia, bán sang Singapore, bán sang Thái Lan, bất kỳ một quốc gia nào. Hay là đợt trước tôi có một học viên học online, họ từ Rumani, họ gọi về, họ nói là em xem các video của thầy, em làm ở bên Rumani, em kiếm rất nhiều tiền. Bởi vì ở những cái quốc gia kém phát triển hơn về mặt công nghệ thì đấy lại là cơ hội cho chúng ta nha. Nếu như các bạn đang phải đi đang lao động ở một quốc gia nào đó, hay đang đi học tập, hay đang đi làm ở quốc gia nào đó, mà ở đấy Facebook phát triển nhưng thương mại điện tử chưa phát triển, hay là người ta không có thói quen mua hàng trên Facebook, thì đấy là cơ hội cho bạn. Các bạn có thể sử dụng những cái nền tảng như vậy, được chưa ạ? Và các nền tảng mang tính địa phương, mang tính local đấy nha. Thế còn sản phẩm thì các bạn lựa chọn sản phẩm như nào? Thì các bạn phải xem tập khách hàng, các bạn phải xem sản phẩm phù hợp với cái thị trường đó các bạn bán, đúng không? Thí dụ tôi nói quần áo thì bán đâu chả được, nhưng mà áo dài, tôi giả sử tôi bạn chạy áo dài thì bạn bán sang Mỹ là hơi khó. Bởi vì chỉ có thể bán cho người Việt ở Mỹ áo dài, đúng không? Thế nhưng mà bạn có thể thiết kế váy đầm, bạn có thể thiết kế áo cưới, bạn có thể thiết kế đồ thể thao, bạn bán sang Mỹ thì lại rất là tốt. Bạn sản xuất đồ handmade như là đồ thủ công, đồ da, đồ túi xách, càng thủ công bao nhiêu càng tốt, càng đẹp càng tốt.
bán sang châu Âu, bởi vì người châu Âu người ta rất là thích đồ thủ công. Sau đó cái chuyện ship thì mình cứ bưu điện hoặc là DHL hoặc FedEx hoặc là những cái hãng giao vận lớn mình chuyển cho họ. Tôi có một anh bạn năm nay khoảng 50 tuổi, anh ấy không biết tiếng Anh nhiều, anh không biết thương mại điện tử nhiều. Anh ấy đưa lên một cái trang có tên là trang ST, đúng không ạ? ESTI dài. Các bạn search Google trang ST. Anh ấy bán sản phẩm đồ da handmade, tự làm thủ công, bán rất là tốt. Anh cho tôi xem cái email của anh ấy, mỗi ngày chục hai chục đơn hàng, mỗi đơn hàng là lãi vài đô, rất là tốt. Thế thì cứ thế là gì? Trang nó tự bán, mình ship hàng cho khách, tiền trang nó tự thu, cuối tháng nó pay lại tiền cho mình qua Visa, qua PayPal, mình ra mình rút bằng tiền đô, rất là sướng. Và thuế má hiện nay cũng chưa sờ đến, nếu có sờ đến thì mình cũng nộp thuế, mình đàng hoàng, không có gì phải sợ cả, đúng không? Một tháng anh ấy làm không nhiều lắm, thu nhập khoảng tầm 150 triệu đến 200 triệu một tháng, tương đương khoảng 8-10 ngàn đô, rất là tốt, thực sự rất là tốt các bạn nhé. Nhưng đấy không phải là ai cũng biết làm. Nếu như các bạn thực sự muốn bán hàng ra thị trường thế giới thì hãy liên hệ với tôi và anh bạn tôi sẽ cùng nhau hướng dẫn và đào tạo và huấn luyện cho các bạn một cách chi tiết. Nói đến tôi bây giờ mở một cái tài khoản trên Amazon các bạn thấy khó, mở một cái tài khoản trên eBay các bạn thấy khó, mở một cái tài khoản trên Alibaba để bán thấy khó. Ví dụ như là Yến Sào chẳng hạn. Yến là một cái sản phẩm nếu các bạn bán sang Trung Quốc rất tuyệt vời. Các bạn bán những cái sản phẩm đại bổ như thế vào những cái thị trường lớn mà nó không quá đòi hỏi về vệ sinh an toàn thực phẩm, rất tốt. Đấy, các bạn nhé, các bạn hãy suy nghĩ về hướng đấy. Thì bán ra thị trường thế giới cũng là một trong những cái phương thức để các bạn tiếp cận. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia vào các platform kinh doanh. Ví dụ như là các bạn có thể sản xuất những bộ video như này bằng tiếng Anh, bán cho thị trường thế giới, hoặc các bạn có thể sản xuất dạy tiếng Trung, dạy tiếng Nhật, bán ra thị trường thế giới. Các bạn cũng có thể sản xuất sản phẩm bán ra thị trường thế giới. Rất nhiều các quốc gia người ta có thể mua hàng của chúng ta. Những cái thị trường như Trung Quốc, như Ấn Độ, như Đông Nam Á, như Châu Âu, như Mỹ là rất gần với chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể kinh doanh được. Nhờ cái việc là thương mại điện tử là thương mại không biên giới, chúng ta cũng không cần quá siêu về tiếng Anh. Nếu mà chúng ta cần tiếng Anh, tuyển một bạn sinh viên học ngành ngoại ngữ ngồi đấy viết bài ra chúng ta, quan trọng là chúng ta có đầu óc, có mô hình, đúng không? Và ngược lại thì chúng ta cũng có thể lấy hàng từ nước ngoài về chúng ta bán. Người Việt bây giờ lấy hàng sách tay từ Anh, Pháp, Mỹ, Châu Âu, từ Nhật, từ Đức, từ Hàn vân vân về bán ở Việt Nam, từ Trung Quốc nhập về rất nhiều, đúng không? Thế rồi thì lại đặt OEM, tức là đặt sản xuất cái hàng đấy ở Anh, Pháp, Mỹ về Việt Nam bán thương hiệu của mình nhưng mà sản xuất ở các nước phát triển để bán. Có những cái sản phẩm rất tuyệt vời, các bạn có thể nghiên cứu về cái mô hình bán ra thế giới như vậy. Đó là một cái cách thức để chúng ta suy nghĩ, đúng không ạ? Và nếu như doanh nghiệp của bạn, nếu như sản phẩm của bạn có thể đáp ứng được điều đó, chúng ta có thể chạy trực tiếp mà không cần phải thông qua xuất nhập khẩu gì cả. Ok, một lần nữa thì xin phép được chia sẻ ngắn gọn như vậy với các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc có bất kỳ yêu cầu nào về tư vấn thì hãy liên hệ với giảng viên để được hỗ trợ. Cái gì tôi hỗ trợ miễn phí, tôi sẽ hỗ trợ miễn phí. Cái gì mà không miễn phí được, tôi sẽ yêu cầu trả phí. Chúng ta thuận mua vừa bán, ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn.